Đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm thứ 6 của Kinh Pháp Bảo Đàm. Phẩm này có tên là Phẩm Sám Hối. Tuy nhiên chúng ta phải nghe từng đoạn. Đoạn đầu chúng ta nói về vô tướng sám hối. Kế tiếp đó là Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Và đoạn này đoạn thứ 3, chúng ta nói về tự tánh tam bảo. Tôi đọc vô đây trước. Ở trang 45, các vị có Kinh Pháp Bảo Đàm, quý vị dò theo. Thiện tri thức đã phát Tứ Hoằng Thệ Nguyện xong, nay vì thiện tri thức truyền vô tướng tam quy giới. Thiện tri thức quy y giác lưỡng thức tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ nay trở đi, xưng giác làm thầy, trọn chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo, thường tự chứng minh, tuyên các thiện tri thức, nên quy y tự tánh tam bảo, Phật tức là giác, Pháp tức là chánh, Tăng tức là tịnh. Tự tâm quy y giác, thì tà mê giảng sanh, thiểu dục tri túc, hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng thức tôn. Tự quy y chánh, niệm niệm chẳng tà kiến, vì chẳng tà kiến nên chẳng có nhân ngã, cống cao, tham ái chấp trước, gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tự tánh đối với tất cả cảnh giới trần lao ái dục đều chẳng nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Đây là đoạn rất là hay. Thưa, ở đây đoạn giới thiệu cho chúng ta là quy y tự tánh tam bảo. Đây là cái từ rất là quen. Các vị nhớ từ quy y là ai cũng biết cả. Xưa giờ chúng ta có ba cái quy y. Một là quy y Phật, đó là hình ảnh Đức Thế Tôn. Hai quy y Pháp, tức là kinh điển giáo Pháp của Ngài. Ba quy y Tăng, đó là đoàn thể Tăng già tu học. Hôm nay chúng ta đi vào quy y tự tánh tam bảo của chính ta. Và cái điều này rất là quan trọng. Đầu tiên là quy y giác. Ở đây tổ phân định quy y Phật tức là quy y giác. Thứ hai quy y Pháp tức là quy y chánh. Thứ ba quy y Tăng tức là quy y tịnh. Đây là tam bảo của tự tâm. Đầu tiên Ngài chỉ cho chúng ta biết quy y giác có nghĩa là loại trừ ba loại. Thứ nhất là tà mê nè. Thứ nhất là tà mê. Thứ hai là thiểu dục tri túc nè. Thứ ba là lìa sắc tướng, gọi là quy y giác. Mình có thể phân định hai tầng trong cái điều Kinh Pháp Bảo Đàm tổ dạy. Tình trạng là thế này. Nó có từng thâm thẳm sâu, tức là quy y giác với tự thể tâm, nhưng mà ở mức độ cạn. Đầu tiên là mình ly tất cả những cái tà kiến vọng chấp mê lầm, gọi là quy y giác. Thông thường Phật tử chúng ta có khi mình quy y rồi mà niềm tin nhân quả mình chưa khởi phát cho sâu sắc. Đừng nói chi những cái điều cao sâu hơn. Thế nào là chưa khởi phát niềm tin nhân quả? Thưa, cái điều này nó nhan nhản, nó biểu lộ rất là nhiều. Mình nghe ở đâu có ông Tám bà Tư gì mà hay thì mình chạy tới mình coi thử. Không biết ở đây các vị Phật tử có chạy tới mấy nơi đó hay không. Nhưng mà theo tôi biết thì rất là nhiều. Thứ hai nữa, mình nghe ở đâu nói truyền tâm ấn để tu chơi chơi ít ít thôi là ngộ đạo chứng thánh là mình chạy tới. Nghe có một vị nào nói là thôi hãy treo cái hình của tôi lên, rồi tối cứ nhìn ngắm cái hình này tự nhiên là được năng lượng của sư phụ truyền cho, tu không bao nhiêu mà nó có năng lượng, thế là mình mê ngay. Và điều này nó rất trái với nhân quả. Thưa đại chúng, là nhân quả trong cuộc đời này là có nguyên lý rất là căn bản. Ví dụ như Đức Thế Tôn có sinh ra đời hay không, thì nhân quả đó là quy luật tất nhiên rồi, không có cái gì vượt ngoài nhân quả cả.
Chỉ trừ khi chúng ta loại trừ hết cái tâm sinh diệt của chúng ta thì ta mới vượt ngoài nhân quả thôi. Vượt ngoài nhân quả không có nghĩa là trốn thoát được nhân quả. Vượt ngoài nhân quả có nghĩa là thân ngũ ấm này, hình hài này chịu quy luật nhân quả, nhưng mà tự thân của người đó không có bị khổ lụy như ta, gọi là vượt nhân quả. Các vị lưu ý nghe, người xưa gọi là không mê nhân quả, không lầm nhân quả, chứ không phải là không có nhân quả. Nhân quả vẫn đến với tất cả những người tu, dù đó là những bậc đã chứng thánh quả rồi, nhân quả vẫn tới. Ví dụ như ngày xưa một Kiền Liên vẫn bị ngoại đạo đánh chết. Đức Thế Tôn thưa đại chúng là chứng thánh quả rồi, nhưng mà ngài không thể dùng thần thông để cứu được dòng họ Thích thoát khỏi cái sự tàn sát của vua Tỳ Lưu Ly. Tỳ Lưu Ly dẫn quân 3 lần Đức Thế Tôn ra chặn đường Tỳ Lưu Ly, nhưng mà lần thứ 4 thì Thế Tôn nói nhân quả tới là ta không thể cứu được. Thế cho nên Thế Tôn đành phải nhìn cả dòng họ Thích bị Tỳ Lưu Ly vương tàn sát. Trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là nhân quả là quy luật rất là tất nhiên. Người Phật tử chúng ta quy y Phật rồi, mình nên đặt niềm tin vững chắc với lý nhân quả. Mình chưa cần nói cái chuyện tương lai hậu thế, các vị gieo nghiệp nhân lành, các vị hưởng gì cả, ngay nơi đời này thôi. Các vị khởi một cái ý niệm thương yêu đối với người nào thì nhân quả có mặt liền. Mình thương quý ai thì lập tức mình nhận được quả báo lành, tức khắc là trái tim mình nó mở ra, lòng thương yêu mình nó tràn đầy, không cần người kia báo đáp gì cả. Các vị để ý cái mình thù ghét ai, nhân quả nó có mặt liền. Thù ghét người nào, tim mình chật chội, nó bóp chặt lại. Mình hận ai, tự nhiên mình nhận cái nhân quả tức khắc ngay trái tim mình thôi, tự thân mình gặp nhân quả ngay. Mình đừng nghĩ rằng mình thương người, giúp người, có quả lành từ nơi nào đáp lại, không cần. Các vị thương bất cứ ai thì các vị thấy lòng các vị thân thang phơi phới, hạnh phúc có mặt, niềm vui có mặt. Các vị ghét ai, thù oán ai, hận ai thì trái tim của các vị tự nhiên nó bị dày dò tan nát. Đó là nhân quả ngay tức khắc nơi thân tâm này. Và người Phật tử ta nên có niềm tin vững chắc với nhân quả như thế. Đó là chuyện rất cạn trong cuộc sống đời thường, huống nữa là chuyện xa. Xa như cái gì? Thưa tà sư ngoại đạo trên nhân gian là nhiều lắm lịch. Nơi nào mà họ dụ dỗ mình, họ nói là tu lai dai thôi, mà nhờ năng lượng của thầy, năng lượng của thánh, năng lượng của Phật Bà Quan Âm gì đó có thể giúp mình, thưa mình khoan tin đã. Nếu cái sự cộng hưởng của năng lượng lành của Tam Bảo có mặt đến với các vị, cũng do vì tâm thức của các vị nó tràn đầy cái niệm lành, cho nên cảm ứng được năng lượng lành của Tam Bảo gia hộ thôi. Và từ cái niềm tin nhân quả căn bản thì các vị loại trừ được cái gì? Tà kiến nè, mê lầm nè, cố chấp nè. Chưa cần gì nhiều, chỉ cần các vị có niềm tin bất hoại nơi Tam Bảo thôi thì các vị cũng đã an lạc và hạnh phúc. Và thưa đại chúng, là một hạt nhân lành gieo vào tâm thức ta về niềm tin Tam Bảo, thế thì đời đời kiếp kiếp sinh ra không mất. Ví dụ như một đời này mình đã co hết lòng quý y Phật, lời nói ấy nó được đi ra từ trái tim ta, tức khác là đời đời kiếp kiếp sinh ra ta không có mất cái hạt nhân lành với Tam Bảo. Thứ hai, thiểu dục tri túc. Thưa đại chúng, có khi mình hiểu lầm là giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta chịu đựng cái đời sống khó nghèo. Thưa, có khi mình giải thích cái điều này nó rất là phản bội với cái sinh hoạt của chúng ta hiện tại. Tôi nói điều này các vị thấy nó phản bội. Mình dạy Phật tử là đừng có tham, đừng có làm nhiều, hãy thiểu dục tri túc. Thế nhưng có một điều kỳ lạ là mình mỗi lần thưa, mỗi lần đình, mỗi lần đám xây dựng, mỗi lần đúc chuông, mỗi lần cứu trợ lũ lụt nghèo đói, nơi nào cũng thế, mình kêu gọi Phật tử đóng tiền. Thế thì tiền đâu họ đóng? Các vị thấy không khéo thì chúng ta giải thích rất là vụng về đối với điều Đức Phật dạy. Thiểu dục tri túc ta nên hiểu cái nghĩa thế này. Có hai phần trong cái cách chúng ta tu tập về thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc nên dành cho ai? Nên dành cho ai? Dành cho người xuất gia tu tập làm tăng sĩ, phải không?
Và thứ hai là nếu là người đời, thưa đại chúng, là Đức Phật có một cái pháp chế dạy riêng cho người cư sĩ là phải làm gì? Có quyền làm giàu, có quyền sống đời sống gia đình, có quyền đưa cuộc đời mình lên tới đỉnh cao của xã hội, có thể làm quốc vương, làm tể tướng, làm đại thần, làm trưởng giả. Điều này rất là rõ. Hai cái con đường dạy cho người tu, chứ không phải là duy nhất ai cũng phải thiểu dục tri túc. Nói như thế không có nghĩa là tôi dạy các vị phải tham. Nói như thế để phân định thế này. Thưa đại chúng, là Đức Phật dạy là không có cái hạnh phúc nào bằng có mẹ cha để thờ phụng, không có hạnh phúc nào bằng có tiền của để chi tiêu, không hạnh phúc nào bằng có tài sản để giúp đỡ người thân. Làm ra tiền là cả một sự đầu tư của mồ hôi nước mắt, nhưng mà biết xài đồng tiền là một sự thông minh. Có khi ta không biết xài tiền, ta rất giỏi làm ra tiền nhưng ta trở thành tôi tớ cho đồng tiền, ta không phải là người chủ của đồng tiền, ta bị nó hành hạ, bị nó tàn phá sức khỏe. Đó là người không biết thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc có nghĩa là biết làm ra đồng tiền nhưng đồng thời cũng biết sử dụng đồng tiền một cách xứng đáng, hợp lý, không phải là người làm tôi tớ cho đồng tiền, ấy gọi là người thiểu dục tri túc. Thế nào là thiểu dục và tri túc? Mình định nghĩa cái định nghĩa này nữa rất là gần, nó rất là gần gũi nhân tình là thế này. Thiểu dục tri túc có nghĩa là xài cho chính tự thân, xài vị kỷ thì mình nên xài một cách cẩn thận, nhưng mà vị tha thì mình hãy biết cách sử dụng đồng tiền để đem lại niềm vui, phúc lạc, an bình cho những người có duyên với mình, gọi đó là thiểu dục tri túc. Anh làm như thế có lợi gì cho chính bản thân anh? Thưa đại chúng, cái lợi đầu tiên đó là người này đối với của cải tài sản như tiền rừng bạc biển của mình rất là nhẹ, mình không trở thành nô lệ cho nó. Khi các vị biết coi nhẹ của cái vật chất của mình, không có nghĩa là các vị xài phí cho chính bản thân mình, đi lên tiền, đốt tiền, mà có nghĩa là mình biết sử dụng đồng tiền một cách hợp lý. Ta biết có những nhà tỷ phú trên đất Mỹ này, một ngày anh làm ra bạc vài trăm triệu là chuyện thường. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt ở những con người đó là ảnh mà đi đậu xe ở bãi biển hay đâu là ảnh lựa cái chỗ nào mà không có bỏ tiền vô thì ảnh đậu. Bỏ một đồng có đáng gì đâu, theo ta thì ta thấy rất nhẹ nhàng, nhưng mà không, chạy quanh quanh kiếm chỗ nào mà không có tiền đậu. Nhưng mà cần phải ký một cái chết để cho những cái cơ quan từ thiện hoặc cứu trợ ai đó, thì thưa đại chúng là 100 triệu, 200 triệu, nhẹ như ta thổi một cái chiếc bông Bồ Công Anh bay lên trời, nhẹ như thế. Đó là người thiểu dục tri túc á. Làm giàu như thế đáng gọi là người thiểu dục tri túc. Còn chúng ta, thưa các vị, có khi mình nghèo chứ không giàu lắm đâu, thế mà mình xài cho chính mình thì thưa các vị là mình xài rất là quan trí. Và mình cho người thân mình một đồng, hai đồng, giúp đỡ những người nghèo khó cơ nhở một đồng, hai đồng, mình làm như ruột mình đã tức từng khúc không bằng. Cái đó đúng là người không biết thiểu dục tri túc. Cho nên ta hãy hiểu một cái nghĩa rất là cận nhân tình như thế. Và điều này nó rất đúng với tinh thần của Ngài Lục Tổ Ngài dạy. Tức là gì? Thưa, luôn vận dụng cái trí giác của mình, cái sự sáng suốt của mình, nhận biết để sử dụng. Đó là điều thứ hai. Thứ ba, lìa sắc tướng. Thưa đại chúng, thế nào là lìa sắc tướng? Nó có những cái tầng rất là vi tế và thô trong cái lìa sắc tướng như thế này. Lìa sắc tướng cạn là ví dụ thế này. Mình đến cái chùa chiền tự viện, đến những cái trung tâm tu học, có khi mình cũng rất là sắc tướng. Thế nào là sắc tướng? Điều này dễ biết lắm. Cái tâm thức chúng ta nhìn chung là một tâm thức thích gì? Thích biểu lộ, thích xung xe, thích khoe khoang. Sắc tướng bên ngoài chuyện nó rất là cạn. Ví dụ như mình lựa nơi nào có cái điều kiện sang quý nè, vân vân, mình đến. Còn những cái ngôi chùa mà nó đèo heo hút gió, nó nghèo nàn, nó lạnh nhạt, cái cách hành xử của vị thầy đó không khéo chiều chuộng nhân tình, mình không đến. Cái đó là sắc tướng bên ngoài. Sắc tướng bên trong là thưa các vị,
mình đối trước một cái cộng đồng người tu, dù đó là cư sĩ, dù đó là thầy tu, mình thích trường mặt với đời. Đó là một dạng sắc tướng, thích chứng minh mình trước bao người, không thích chìm mất mình trong nhóm người đông. Những cái rất là tinh tế như thế thì cũng gọi là sắc tướng nữa. Cho nên ở mức độ thô, đó là hình sắc bên ngoài ta chạy đuổi theo, không phải là đẹp xấu nhân gian thường, mà ta đuổi theo những cái lợi, cái danh. Nơi nào ta đến thì nơi đó phải kiêu sa, nơi đó phải lộng lẫy, nơi đó phải chùa cao Phật lớn vân vân. Đó cũng là một loại sắc tướng. Thứ hai, sắc tướng nó tinh tế hơn ở chỗ là các vị thích biểu lộ mình trước một đám đông. Cái điều này thưa dễ cảm nhận lắm. Hai người, ba người ngồi nói chuyện là ta cũng thích chứng minh cái điều hơn của mình đối với người kia. Đó là một loại không lìa sắc tướng. Và mình quay về mình quy được với Phật, có nghĩa là mình hãy khéo nhìn chừng tâm thức mình. Những cái điều nó phát sinh từ tâm thức như thế thì ta nhận diện cho kỹ, gọi nó là người quy y với Đức Thế Tôn, quy y với giác ngộ. Thứ hai, quy y với chánh là quy y với pháp. Thế nào là chánh? Ở đây tổ định nghĩa nè, niệm niệm vô tà kiến gọi là quy y chánh. Niệm niệm vô tà kiến, à, định nghĩa rất là giản dị như vậy thôi. Và vô nhân ngã tức là không nhân ngã, cống cao, tha mái, chấp trước gọi là quy y chánh. Mình chỉ cần quy y ba cái này thôi. Thứ nhất là từng niệm không có để cho nó phát sinh tà kiến. Thứ hai là không còn nhân ngã. Thứ ba là không còn cống cao. Thứ tư là loại trừ tham ái. Thứ năm là chấp trước. Thưa một dòng dài kể tên thì rất là nhiều. Ví dụ như không nhân ngã tức là ly tứ tướng. Nhân ngã tức là ba người, thọ mạng và chúng sinh. Đó là bốn tướng ở trong Kinh Kim Cang. Và những cái này là cái sản phẩm phụ của nhân ngã mà thôi. Như cống cao, tha mái, chấp trước, đó là sản phẩm phụ của loại nhân ngã này. Khi các vị thấy có ta trước nhất, tức khác là có người, có đời sống con người kế tiếp, rồi có mình khác với những loại chúng sinh khác. Và từ điều này ta nhìn lại thì thưa các vị, khi chúng ta có chấp ngã thì tất cả những cái giá trị đạo đức xã hội nè, tất cả những cái thương ghét nè, tất cả những cái vui buồn, mọi thứ trên nhân gian này nó sắp hàng, nó đứng một dọc dài phía sau khi có cái ngã đặt phía trước. Và cái điều ta hỏi lại là cái điều gì làm nên cái ngã chấp này? Thưa, từ cái căn bản niệm niệm tà kiến nó sinh ra cái ngã chấp. Tức là cái mà ta gọi là ta, sở hữu của ta vân vân, nó được phát sinh ra từ cái ý niệm sinh khởi của anh. Không có sở hữu thì không có cái ngã. Ví dụ như ta một thân trơ trọi giữa núi rừng hoang vắng, ta sống với thú rừng, sống với cây cối, không có một con người nào cả. Thế thì các vị nghĩ con người đó có cống cao không? Đâu cần nghe với ai, đâu có thấy mình hơn ai đâu. Không lẽ mình khoe với mấy con thú rừng là tao học giỏi, tao đẹp đẽ, nó có biết gì đâu. Cho nên có con người thứ hai để có điều kiện ta mới phát sinh cái cống cao. Và tha mái cũng thế, một mình một cõi, thưa, không có điều kiện để mình phát sinh tha mái. Cho nên cống cao, tha mái, chấp trước, mọi thứ nó phát sinh khi ta thấy ta là cái hình hài này. Khi thấy mình là cái này, tức khác là mình đối chiếu mình với những cái khác.
Và sở dĩ thấy ta là cái này là do gì cái gì phát sinh? Thưa, do ý thức thầm lặng, tức là từng niệm nó trôi chảy miên man như một dòng thác trong tâm thức ta. Nó xác định ta là con người này, ta là người Việt nè, ta có văn hóa Việt nè, ta có trình độ tri thức nè, ta là người ở địa vị cao sang nè, ta có củ cải nè. Và từ cái điều đó, thưa đại chúng, là người ta sẽ nghĩ mà khoe về của cải, vật chất, tài sản, sự thành công của con cái vân vân là tại vì người ta muốn xác định người ta, chứ không có gì lạ. Tôi ngồi chơi với anh một hơi, tôi nói là con tôi hai ba đứa nó là thống đốc tiểu bang, thế thì người ta biết giá trị của anh nó lớn ghê lắm, là mẹ của thống đốc tiểu bang, ba người con là thống đốc. Bằng không muốn xác định mình thì mình khoe làm gì? Thưa đại chúng, điều đầu tiên nó làm nên bản ngã là ký ức của ta. Một người mà không có ký ức kéo dài những cái ghi dấu của mình về quá khứ của mình mà không có mặt thì người đó không có bản ngã. Các vị thử hỏi những cái người mà họ trí nhớ của họ không còn kéo dài đến quá khứ nữa, họ nhớ rất là ngắn hạn. Cái trí nhớ dài hạn nó bị đánh mất, chỉ còn trí nhớ ngắn hạn thôi. Họ chỉ nhớ mình ăn rồi hay không, nhớ trong một ngày thôi. Thế thì các vị hỏi họ coi họ có cái gì để kiêu ngạo tự hào bản ngã không? Chắc chắn là không. Cho nên bản ngã phát sinh là do vì ta có quá khứ rất là dài, ký ức của ta rất là dài, cho nên bản ngã phát sinh. Rồi lo lắng, buồn phiền, ưu tư, khắc khoải vân vân, nó phát sinh là do vì cái tri thức của ta nó chạy tới tương lai, nó lo lắng đủ chuyện, nó tính toán ngàn điều, cho nên ta mới phát sinh bao nỗi buồn phiền, căng thẳng, bất an. Bây giờ mình dẹp đi những cái quá khứ ký ức của mình thì bản ngã về niềm tự hào mình vắng mặt. Mình dẹp đi những cái lo lắng của tương lai nó kéo dài, thế thì những cái ưu tư đè nặng tâm thức cũng lập tức chấm dứt. Thế thì ngay nơi đó ta cắt được cái gì? Những cái niệm phát sinh này nó dừng lặng mất, ta an trú ngay nơi pháp. Thế thì thưa đại chúng, là rõ ràng là các vị triệt tiêu một lúc tất cả những cái gì? Nhân và ngã, vui và buồn, tự hào và mặc cảm, vân vân. Tức là tất cả những cái âu lo phiền muộn, bất an, vân vân lập tức bị triệt tiêu khi các vị an trú ngay chánh pháp. Ngay pháp nghĩa là ngay cái gì? Ngay nơi cái sát na hiện tiền này, nó triệt tiêu cả quá khứ và vị lai. An trú ngay cái giây phút tỉnh thức hiện tiền sáng tỏ ngay nơi đây, gọi là quy y với pháp, quy y với chánh là như thế. Bây giờ không còn niệm niệm tà kiến nữa, điều này rất là rõ ràng. Chắc dễ làm chứ đâu có gì khó sao. Mình không cần quy y tăng, quy Phật, quy pháp thôi, là các vị ngang đây đứng trên cái vùng đất thật của chính mình rồi, là thở giữa chân không, bước lên thực địa liền, an trú ngay niết bàn hiện tiền, chứ không có phải là cần mai mốt một kia gì cả. Tức khắc ngay nơi đây mình triệt tiêu cả quá khứ, vị lai và hiện tại, an trú trong niết bàn vĩnh tịch hiện tiền. Mình đọc lại: thiện tri thức đã phát tứ hoàng thể nguyện xong, nay vì thiện tri thức truyền vô tướng tam nguyên yên giới, thiện tri thức quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh đi dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn, từ nay trở đi xưng giác làm thầy, chọn chẳng quy y tà ma ngoài đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh tiêu các thiện tri thức, nên quy y tự tánh tam bảo, Phật tức là giác, pháp là chánh, tăng tức là tịnh. Tự tâm quy y giác thì tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc gọi là lưỡng túc tôn. Tự quy y chánh, niệm niệm chẳng tà kiến, vì chẳng tà kiến nên chẳng có nhân ngã cống cao, tham ái chấp trước gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tự tánh đối với tất cả cảnh giới trần lao án dục đều chẳng nhiễm trước, gọi là chứng trung tôn. Thưa đại chúng, quy y tăng nghĩa là quy y với cái tự tâm thanh tịnh của mình, gọi là quy y tăng. Tất thiết trần lao ái dục cảnh giới,
có hai cái cấp độ để chúng ta nhìn về cái này. Ví dụ như chúng ta biết tăng sĩ được gọi là chúng trung tôn, tức là tất cả người tu chúng ta được gọi là chúng trung tôn. Và cái điều xác định chúng trung tôn với là sự tôn quý nhất trong loài người đó, không phải xác định bằng cái gì, không phải xác định bằng văn bằng học vị của anh, không phải xác định bằng tài sản vật chất của anh, mà xác định được cái khả năng ly dục, ly cấu quế, ly phiền não, ly dục lậu, gọi là chúng trung tôn. Ly dục gọi là chúng trung tôn. Cái sản phẩm phụ của ly dục đó là gì? Là thanh, thanh tịnh. Hai điều này đã có mặt, gọi đó là chúng trung tôn. Thưa đại chúng, ly dục có mức độ cạn, đó là đối với vật chất ngũ dục nhân gian ta xả ly gọi là ly dục. Ly dục mà tinh tế thì thưa đối với tất cả những cái tâm chấp trước bên trong của ta, ta không chấp trước gọi là ly dục. Lòng mình mà còn khởi cái niệm sinh diệt thì còn dục. Chứ mình đừng nghĩ là phải tham muốn. Thưa tham muốn đó là mức độ rất là thô rồi. Cái mức độ tinh tế nhất là khi tâm thức anh còn một niệm sinh diệt, niệm niệm nối dài, tức khắc nó là cái khởi nhân để anh đi vào ba cõi sáu đường, khởi nhân để anh đi vào những cái ngõ lầm than của thế nhân, đi vào cạn hơn là đi vào cái tham đắm mê chấp về mọi lĩnh vực dục lạc của nhân gian. Cho nên cái căn bản nhất và sâu sắc nhất của chúng trung tôn được đánh giá là người đó đoạn lìa những cái sinh diệt của khởi niệm, gọi là chúng trung tôn. Mức độ sâu nó là như vậy. Và mức độ cạn, thưa các vị, nếu một tu sĩ mà chúng ta thể hiện ra trong mắt, trong cử chỉ, trong lời nói, trong cách hành xử của ta đầy cái chất tham đắm, thế thì không thể gọi là chúng trung tôn được. Đó là cái vai trò của người tu ở mức độ tinh tế một chút. Mức độ cạn, thưa các vị, đối với người Phật tử cư sĩ bên ngoài, đời sống của ta nó có thể chia ra những cái cấp độ như thế này. Cấp độ cạn, mình là những người lao đao trong trần gian, mình muốn vươn vai đứng lên để đời sống của mình nó ngang bằng với những người bạn bè của mình. Điều này là điều tất nhiên và xã hội nó bắt ta phải như vậy. Ví dụ như xã hội nào thì không biết, nhưng xã hội này các vị không thể tồn tại được nếu các vị không có vươn vai cạnh tranh để sống còn. Ta ăn, ta thở, ta uống, mọi thứ trên cuộc đời này đều được làm bằng mồ hôi công sức của ta để đánh đổi. Cho nên đã là một người Phật tử sống trong cuộc đời, ta không thể bằng lòng với đời sống nổi chìm của mình hoặc thấp thỏi của mình so với bao nhiêu người khác. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên là người Phật tử ta phải biết là vươn vai đứng cho bằng người trong cái lĩnh vực cuộc sống đời thường. Cho nên ở cái mức độ cạn nhất thì thưa, có cho phép chúng ta nhiễm trước không ạ? Cũng có thể nói là cho phép các vị dính dáng với ngũ dục nhân gian, không thể khước từ được điều này. Tại vì mình sống, mình ăn, mình ở trong cuộc đời, mình tiếp xử với thế nhân, mình còn phải quấy với bạn bè. Đó là mức độ cạn ở cái giai đoạn rất bình thường ở đời người, ta phải đi vào cái con đường đó. Thứ hai, mình vươn cao hơn một chút là thế này: mình sống như mọi người nhưng mà không chìm đắm trong những cái điều kiện vật chất mình thủ đắc. Mình vì trách nhiệm, là vì bổn phận, là vì lòng thương nè. Ví dụ như có những buổi tiệc bạn bè họ mời, mình chán vô cùng cái chuyện họp bạn năm ba người, nhưng mà vì con cái nè, vì bằng hữu nè, cho nên mình có thể đi vào những cái nẻo bình thường của nhân gian. Nhưng mà lòng mình nó đầy cái gì? Có khi nó đầy cái chất phiền muộn, nó đầy cái sự chán chường ở trong đây, nhưng mà bắt buộc phải đến những cái môi trường đó. Thì ta gọi người đó là người xả ly chấp trước được chưa? Có thể gọi là người đã bắt đầu con đường của sự xả ly rồi đó. Cho nên ở trong cuộc sống đời thường, người ta tưởng chừng như nắm mình trong dục ấy vậy, nhưng mà người đó có khả năng là đã ly dục từ bên trong của tâm thức. Mình hãy hiểu điều này,
chứ đừng đánh đồng cá mè một lứa. Ai trong cuộc đời cũng là người đang đắm chìm trong ngũ dục, có khi không phải như vậy. Có những người họ sống trong đời sống mình cảm tình như họ chìm ngập trong dục, thế mà họ đang xả ly. Có những người mình tưởng chừng như họ là thánh, nhưng mà lòng của họ đang chìm ngập trong dục, ta không lường được. Ở mức độ cạn mà nhìn thì thấy giống như nhau, nhưng mà có thể có một chút tha tâm không, hoặc có một chút về tâm lý, ta nhìn thấy những điều nó khác biệt bên trong rất là xa như thế. Đó là mức độ cạn hơn những mức độ của chúng trung tôn. Mình chia sẻ các vị mức độ cạn của một người cư sĩ, mức độ vừa phải của một người tu. Cái mức độ sâu hơn ở đây tổ kêu gọi chúng ta là gì? Tự tánh giai bất nhiễm trước, nhất thiết trần lao, ái dục cảnh giới, ta đều xả ly, an trú trong cái tự tánh vô nhiễm của ta, gọi đó là quy tăng. Các vị nhớ, mức độ cạn đó là đời sống của một cư sĩ, ta ở trong dục, nhưng mà ta đủ trải nghiệm đời sống ngũ dục nhân gian, cho nên tâm thức ta đã xa lìa. Có thể ta đang còn ở trong đấy, nhưng mà vì tình thương, vì bổn phận, cho nên mình không thể loại trừ hẳn, xa lìa hẳn, thì gọi đó là ly dục mức độ cạn. Ly dục mức độ trung bình đó là chúng trung tôn được đánh giá là những tu sĩ Phật giáo, những người xả ly dục từ điều kiện sống bên ngoài cho tới đời sống bên trong của tâm thức. Và ly dục sâu hơn nữa theo như cái văn học của kinh Pháp Bảo Đàn trao cho chúng ta, đó là luôn an trú trong cái tự tánh vô nhiễm, gọi đó là ly dục, gọi đó là chúng trung tôn, gọi đó là quy y với tăng. Thế nào là an trú ngay cái tự tánh vô nhiễm? Các vị nhớ, quy y tăng là an trú được ngay nơi cái tự tánh vô nhiễm. Các vị nhớ có ba tầng của quy y tăng: tầng cạn nè, tầng trung nè, và tầng sâu sắc nhất. Mình chia sẻ tầng sâu sắc tức là an trú tự tánh thanh tịnh vô nhiễm và quy y tăng. Thưa đại chúng, là khi tâm của mình nó khởi sinh khởi diệt, nó nói thì thầm, thì bấy giờ là nhiễm, bấy giờ là có tiếng nói, có sắc màu, có nhơ và sạch, có thấp và cao, có sang và hèn, có vinh và nhục. Nhưng mà các vị an trú ngay cái niệm hiện tiền không sinh không diệt, sáng rỡ tỉnh tại, không có một tiếng nói thì thầm nào khởi lên cả, lúc ấy có cái gì đâu mà nhiễm, phải không? Ngay nơi đây, ngay nơi hiện tiền này, các vị không có khởi một tiếng nói thầm thì nào cả, sáng tỏ hiện tiền, tất cả những cái gì đến với mắt các vị đều nhận diện mà không nói thầm thì, tất cả âm thanh đến với tai các vị đều nhận biết mà không khởi tiếng nói thầm thì. Ngay như đây rõ ràng là ngay cái tự tánh thanh tịnh vô nhiễm, nó không có sinh khởi tiếng nói, thì chắc chắn một điều là nó không sinh khởi buồn, sinh khởi vui, sinh khởi bất cứ một cái gì nó làm cho tâm thức ta bị chìm ngập cả. Tất cả những cảm thọ nó sinh ra từ cái sự suy nghĩ thầm thì, tất cả sự suy nghĩ thầm thì nó được kéo dài bằng từng niệm, và khi an trú được ngay cái tự thể tỉnh sáng nhận biết tất cả những cái sinh diệt của niệm, cũng nghĩa là mình nhận biết tất cả những cái sinh diệt của cảm thọ vui buồn, và mình thấy tất cả những cái ấy là đối tượng đến là đi sinh và diệt, nó tự đến tự đi, không cần phải làm gì thêm cả, không cần mình phải cố gắng loại trừ, không cần mình phải vận dụng công phu để giết bỏ gì đó cả. Mình chỉ làm mỗi một việc rất thông minh là mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết vô niệm tỉnh sáng, thì thưa ấy là các vị đang an trú trong tự tánh thanh tịnh vô nhiễm của chính mình. Cái tên nó gọi rất là nhiều, rất là nhiều khê, nhưng cũng nghĩa là an trú ngay nơi tự tâm Phật, an trú ngay nơi Niết Bàn, an trú ngay nơi cái bản lai diện mục thực của ta, gọi là cái tự tánh liễu tri thường hành của ta. Tức khác là ta triệt tiêu tất cả những cái vui buồn bất an của đời sống. Thưa đại chúng, là mình làm mỗi một việc ấy mà thôi, thì tức khác ta là người sống giữa cuộc đời, vẫn ăn vẫn thở như con người. Có khi các vị
sống bình thường với bao người trong trần gian, nhưng mà các vị là thánh ở giữa nhân gian người ta không biết, cho nên gọi là chúng trung tôn, tức là cái địa vị cực kỳ cao quý trong con người gọi là chúng trung tôn. Đức Thế Tôn được gọi là bậc chúng trung tôn. Đệ tử Đức Thế Tôn tu hành cho nghiêm túc, xả ly dục lậu, xả ly tham đắm thì được gọi chúng trung tôn. Nhưng mà đối với con mắt của thiền nhân mà nhìn thì vẫn chưa. Chừng nào anh an trú được ngay nơi cái vùng trời tâm vô nhiễm bất động thanh tịnh này thì mới gọi là chúng trung tôn, mới gọi là con người cao quý nhất trong con đường này. Chưa như thế, anh vẫn còn là kẻ trầm luân sinh tử nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Anh có là hoàng đế, anh có là tổng thống, anh có là ông nhà giàu là gì, anh vẫn là con người phàm phu, vẫn còn chịu cái quy luật của vui buồn đè nặng trĩu trên năm thức ăn. Anh vẫn còn bị sống chết nổi chìm nặng anh, anh vẫn còn trôi lăn trong ba cõi sáu đường, cho nên chưa gọi là bậc tôn quý trong loài người. Tôn quý trong loài người chỉ dành cho những người biết an trú trong tự tánh thanh tịnh vô nhiễm thì gọi đó là người tôn quý nhất trong nhân gian. Mình đọc thêm một đoạn: nếu tu hạnh này là tự quy y, phàm phu chẳng hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy y. Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì dựa vào đâu mà quy y? Nói là thành vọng, thiện tri thức. Mọi người hãy xem xét kỹ, chớ làm dụng tâm. Trong kinh nói rõ ràng là quy y tự tánh Phật, chẳng có nói quy y tha Phật. Tự tánh Phật chẳng quy y thì đâu còn có chỗ nào để quy y nữa. Nay đã tự ngộ, mỗi người đều phải quy y tự tánh tam bảo, bên trong tự sửa tâm tánh, bên ngoài chính bến mọi người, tức là tự quy y vậy. Thiện tri thức, đã quy y tự tánh tam bảo xong, các ngươi chú tâm nghe ta nói, nhất thể tam thân tự tánh Phật, khiến các ngươi đều rõ ràng thấy tam thân Phật, tự ngộ tự tánh, hãy nói theo ta. Nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự sắc thân quy y thiên ba ức quả thân Phật, nơi tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật. Thưa, ngay cái đoạn này tổ cho chúng ta biết một điều là thanh tịnh pháp thân, thiên ba ức quả thân và viên mãn báo thân đều ở trong cái hình hài của quẩn này. Tổ không dạy chúng ta phải quy với Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Đa Bảo hay Ngài Dược Sư gì cả. Người chân chánh tu Phật, thưa các vị, ta nên hành sự nhưng mà không bỏ lý. Ta thể ngộ lý mà không bỏ sự, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta biết nơi hình hài ngũ uẩn này có cái tâm Phật chiếu sáng, nhưng mà ta cũng không loại trừ tất cả những cái thiện pháp trong nhân gian. Ta vẫn là người tu hành rất bình thường như mọi người, vẫn tụng kinh, vẫn lễ Phật, vẫn niệm Phật, vẫn bình thường. Nhưng mà ta có một cái điều đặc biệt khác với mọi người là mình biết trong tự hình hài ngũ uẩn này có Phật. Khéo quay về để quy y Phật, không có cố chấp một bên nào cả, gọi đó là người khéo tu. Có những trường hợp một số thầy học lỏm bỏm vài câu thiền, nói ra thì phá chấp, nhưng mà thưa các vị, tâm thức chưa đạt được cái điều gì sâu xa cả, cho nên đụng chuyện thì một bụng phiền não lại có việc tuôn ra. Cho nên ta phải khéo là thực tập cả hai. Mình ngộ lý, tức là ta bảo từ bên trong, nhưng mà mình đừng loại trừ sự bên ngoài. Người đó mới là người thông minh. Và không phải Ngài Lục Tổ, Ngài mới nói là tự thân tam bảo. Ngày xưa khi tổ Huệ Xã khai ngộ cho Ngài Tăng Sáng, có một cái công án trong nhà thiền. Khi Ngài Huệ Xã Ngài khai ngộ cho Tăng Sáng rất là hay. Một hôm Bông Nhu Huệ Xã gặp một ông bị bệnh lỡ lói đầy người, tức là bệnh thung cùi. Thì các vị cư sĩ bị bệnh lỡ lói như thế rất là khổ sở. Nghe nói là Ngài Huệ Xã là một bậc thầy, một bậc thiền sư rất là giỏi. Ông tìm tới ông đảnh lễ. Và cái câu đầu tiên vị cư sĩ kia đảnh lễ xin đó là xin tổ từ bi,
sám hối giùm con để cho con hết nghiệp trước. Ông nghĩ rằng cái bệnh hoạn nó sinh khởi nơi thân, nó hành hạ rất là khổ sở như vậy là do nghiệp quá khứ tạo thành. Chúng ta cũng như thế thôi. Khi mình thấy cái hoàn cảnh khó khăn, thân mình bệnh hoạn thì mình nghĩ là do cái nghiệp quá khứ mình nó rất là nặng. Thì ngày xưa vị cư sĩ kia cũng thế, đảnh lễ thưa điều đó. Tổ nói: ngươi hãy đem cái nghiệp tội của ngươi ra đây ta sám hối cho. Cái vị cư sĩ kia rất là thông minh, và tâm thức của ông cũng đã chín mùi, cho nên ông sững sờ. Lâu nay ông nghĩ vì cái nghiệp của mình quá nặng cho nên mình bệnh. Bây giờ đối với một vị thầy bậc giác ngộ lớn ở trong cuộc đời, ông nói một câu rất là chấn động. Và cái lời nói của vị tổ thì năng lượng rất là mạnh, không phải giống như lời nói của chúng ta, nói nó không có đánh động trái tim. Tổ nói thì trái tim của vị cư sĩ kia rung lên hết. Cho nên ông quay về, quay lại, ông nhìn coi cái gì là nghiệp chướng của mình lâu nay mà nó thành nên cái bệnh hoạn như thế này. Ông tìm thì ông không thấy nghiệp ở đâu cả. Ông nói: giờ bạch ngài, con tìm không ra nghiệp chướng của con đâu cả. Thì ngài Bà Huệ Khả, ngài mới nói một câu, ngài nói là: ta sám hối cho ông hết nghiệp rồi đó. Các vị tin điều này không? Thưa, trong truyền thống nhà thiền người ta có cái điều rất là nghi ngờ, nó cũng đúng thôi à. Tại sao? Người sao như ngài Suzuki á, ngài viết thiền luận, ngài nghi ngờ là tất cả những cái sử liệu nhà thiền do ngài thần hội viết nên, dựng nên. Ngài nói là những cái câu chuyện trong nhà thiền nó na ná giống như nhau, cho nên có thể là do một người viết. Tuy nhiên cái chuyện đó thì hãy dành cho những nhà, những học giả hoặc khảo sát. Chúng ta không phải học giả, chúng ta là những người hành giả, đi vào những câu chuyện này để quy chiếu lại để tu thôi. Và cái chuyện nó giống nhau ở chỗ này. Thưa đại chúng, ta nhớ cái câu chuyện ban đầu khi Bồ Đề Đạt Ma tiếp xúc với ngài Huệ Khả, và Huệ Khả hỏi đạo cũng hỏi một câu na ná như thế. Nó khác câu hỏi nhưng nội dung nó cùng một ý như vậy. Câu hỏi của Huệ Khả là: tâm con rất là bất an, xin tổ từ bi dạy cho con pháp an tâm. Tổ nói: ông đem cái tâm bất an hôm nay ta an cho. Có phải vậy không? Rồi tới chuyện ngài cư sĩ Tăng Sáng á, ngài cũng đảnh lễ. Ngài nói: bạch ngài, xin ngài từ bi, ngài sám hối giùm con nghiệp chướng sâu nặng cho nên khiến hình hài con thật bệnh như thế này. Thì tổ cũng nói một câu giống y như thế: ngươi hãy đem cái nghiệp chướng của ngươi ra đây ta sám hối cho. Thưa, giống nhau không ạ? Quá giống, hai nội dung cùng giống như nhau. Và cái điều này nó chứng minh được, thưa các vị, tâm bất an, nghiệp chướng của ta vốn là cái gì? Không có nhóc, có phải không? Và sở dĩ mà nó hành hạ ta, nó đọa đày ta là do vì ta nghĩ nó là thiệt của ta, nó thiệt trong ta, hay tệ hại hơn là nó là ta. Có khi nào cái buồn, cái giận, cái bất an nó khởi lên trong tâm của các vị mà các vị nói cái đó không phải của các vị không? Không. Rõ ràng là nó có mặt là mình không phải thấy nó của mình mà mình thấy nó là mình. Giận là mình, buồn là mình, tức là mình, ghét là mình, cay đắng là mình, chứ mình chưa hề thấy nó là của mình. Mình thấy được nó là của mình là mình đã tiến bộ được một tầng. Mình không đủ thông minh để làm như thế. Mình thấy nó chính là mình, buồn chính là mình, giận chính là mình, sôi sục lửa căm hờn trong đây là mình chứ không phải là của mình. Mình đồng hóa mình vào cái cảm thọ đó, rồi mình cũng tự ám ảnh mình là cái nghiệp là mình. Thưa, từ cái điều đó
Tổ chỉ cần làm một điều khiều rất nhẹ thôi, anh hãy nhìn thử ra cái đó có phải là anh không. Mình quay trở lại mình nhìn thì thưa các vị, lúc đó cái gì phát sinh? Cái bất an nè, cái ta gọi là nghiệp chướng lâu nay nó trở thành đối tượng bị ta nhận diện, phải không? Mà trong một phút giây tình cờ, nếu ta có dịp quay lại thì ta nhìn, có lúc cái đối tượng kia nó có lúc đối tượng kia nó không, chứ không phải nó luôn có. Các vị nhớ như vậy, có lúc cái giận mình nó có trong đây, có lúc nó không có. Và thông thường những lúc không có, lúc đó tội nghiệp ta là ta thấy lòng mình trống trải, bơ vơ, nó rất là hoang vắng, cô liêu như đây. Mình buồn vô cùng, mình sợ vô cùng, mình vội vàng bấm tivi, bấm cell phone, gọi bạn bè, chạy tới sân bin. Mình quên cái lúc mà trống trải không có một bóng dáng gì, lúc đó mới chính là mình chứ, lúc đó là mình đang hiện diện thực đấy chứ. Thì cũng thế, cái may mắn tình cờ của ngài Huệ Khả hay là Tăng Sáng là cái lúc tổ kêu hãy đem nghiệp chướng ra đây cho ta, đem cái bất an ra đây cho ta. Ông nhìn lại thì cái bất an nó biến mất. Ông trình với tổ, ông nói dạ con tìm con không thấy cái bất an, con tìm con không thấy cái nghiệp chướng. Và cái tuyệt vời của những vị đó, đó là khi tổ nói ta sám hối cho ông rồi, ta ban pháp an tâm cho ông rồi, ngài nhận liền tức khắc. Nhận liền cái gì? Cái giây phút tỉnh tại, sáng chói, nhận biết hiện tiền là mình, nhận diện liền và có niềm tin vững chắc liền, thì người xưa gọi là ngộ đạo, xứng đáng được truyền ra xa để kế thừa tổ vị, làm tổ thứ hai, làm tổ thứ ba. Rõ ràng là ai cũng có những phút giây trống vắng tình cờ nhận diện được điều này rất là dễ. Có điều mình dở hơn người xưa là mình nhận được cái mình bỏ trôi, mình không có niềm tin vững chắc, cái mình để cho tâm thức mình nó khởi sóng ba đào lại, mình không có an trú được ngay cái vùng trời đó. Đó là bước đầu để cho ngài Tăng Sáng, ngài quay trở lại, ngài nhận được cái gì là ngài, tâm Phật của chính ngài. Sau đó thì ngài Huệ Khả dạy một câu thế này: ta đã vì ông sám hối xong rồi, ngươi bây giờ sạch hết tội nghiệp rồi, đã nhận được tâm Phật của chính ngươi rồi, ngay bây giờ ngươi hãy nương với tam bảo mà an trụ. Thì cái vị cư sĩ kia nói: thưa thầy, tăng thì con biết rồi, tức là thầy là hiện diện đây là ông tăng con biết rồi, nhưng mà Phật và pháp thì con không biết thế nào là Phật và pháp, xin thầy dạy cho. Các vị thấy vị cư sĩ kia ổng tệ hơn mình rất là nhiều, phải không? Gọi là tam tổ Tăng Sáng. Tăng Sáng là sau này và Huệ Khả đặt cho cái tên Tăng Sáng, tức là sáng, là sáng lạng, là quý báu, là của báu trong tăng già, tức là sau khi ngộ đạo. Chứ trước đó thì ông tên gì ta chẳng biết, chỉ biết ông cư sĩ cùi thôi, mang cái bình phong lỡ đầy người thôi. Thì khi tổ dặn là từ nay trở đi ngươi đã thể ngộ được đạo, ngươi hãy nương với Phật pháp mà trụ, nương cái tam bảo mà trụ, thì ông cư sĩ kia ông dốt đến nỗi là không biết Phật pháp là gì, chỉ biết tăng là cái ông này thôi. Nói thưa thầy, con biết tăng là thầy, còn Phật pháp là thế nào xin thầy dạy. Thì ngài Huệ Khả ngài dạy nè: thị tâm thị Phật, thị tâm thị pháp, Phật pháp vô nhị, giữ tri chi hồ. Tức là tâm này là Phật, tâm này là pháp, Phật và pháp không rời, đó là tăng, ngươi có biết hay chăng? Và chỉ cái gì? Thưa đại chúng, là chỉ cho Phật pháp tăng ngay nơi hình hài của quyển này, không phải tìm đâu xa cả, ngay nơi đây có Phật, có pháp và có tăng. Các vị chỉ quay lại nhận ra cho được cái tự thể giác của các vị để quy y, gọi là quy y với Phật. Cái tự thể pháp chân chánh nơi trong các vị để an trú, gọi là quy y với pháp. Cái tự thể thanh tịnh từng niệm luôn có mặt không rời ngay nơi sát na hiện tiền, các vị sống được, gọi đó là quy y với tăng. Người xưa cách mấy thế hệ về trước đã nói như thế, tức là tổ thứ ba đã nói như vậy, và sau ba đời tổ thứ sáu là Huệ Năng cũng nói như thế mà thôi. Và người ta có một câu dòng máu tổ sư chảy từ đức bổn sư Từ Phụ xuống tới đời này máu vẫn đỏ,
trải tới ngày lâm thế cũng vẫn như thế. Không có vì lý do là nó trải qua cái thời gian xa như thế, cái không gian cách biệt Ấn Độ, Trung Hoa xa như thế mà máu nó bị loãng đi, nó bị pha cái tạp chất gì cả, chứ không, vẫn đỏ thắm như ngày xưa mà thôi. Ví như bây giờ các vị mà ngộ đạo, máu các vị cũng đỏ thắm, cũng một hạt máu giác ngộ như người xưa mà thôi. Vẫn quay về cái vùng đất tự tâm nhận ra điều này. Tu, thưa các vị, không khác nhau. Ta và thập phương Như Lai không khác điều gì cả, giống nhau như hệt. Tâm thức của các ngài cũng như tâm thức của ta, nó là như thế. Ví dụ thế này, tâm thức các vị mà nghĩ suy, mà buồn, mà vui, mà giận, mà tức, tôi nghĩ suy, tôi buồn, tôi vui, tôi giận, tức khác hay giống? Thưa rất khác. Ý niệm của các vị nó trải một dòng khác, ý niệm của tôi nó trải một dòng khác. Các vị mà người Việt, các vị suy nghĩ thì cái dòng tâm thức các vị bằng chữ Việt. Các vị người Mễ thì suy nghĩ bằng chữ Mễ. Người Trung Hoa thì nghĩ bằng tiếng Tàu, người Mỹ thì nghĩ bằng tiếng Anh, vân vân. Thế nhưng cái vô suy nghĩ, tức là cái vô niệm, cái sự nhận biết khác nhau thưa không? Khác. Trí thức hay bình dân, người Âu, người Á, vân vân, cái sự nhận biết sáng ngời, vô niệm không khác nhau là như thế. Cho nên mười phương ba đời Như Lai, thưa, giống ta không khác ở cái chỗ gì? Khi an trú được trong cái vùng trời vô niệm thì sự giác ngộ không hề khác biệt là như vậy. Thưa, tôi có đọc Lăng Già Sư Tư Ký có mấy câu rất là hay. Tôi biên ra đây cho các vị chép để các vị thấy cái hay của văn học kinh điển Thiền Tông. Lăng Già Sư Tư Ký, tức là thời ngài Bồ Đề Đạt Ma, khi mà khai ngộ cho Tổ Quỳ Khả xong rồi thì ngoài cái y bát ngài truyền cho ngài Quỳ Khả, ngài còn truyền cho bốn cuốn kinh Lăng Già. Ngài nói đây là tông Phật được ghi lại trong đây, dùng cái kinh này để ấn chứng. Và sau đó thì từ ngài Bồ Đề Đạt Ma cho tới Lục Tổ Huệ Năng, các thầy, các vị tổ sư đều lấy cái kinh Lăng Già để truyền nhau tụng đọc. Và tới ngài Lục Tổ Huệ Năng thì ngài thể ngộ được tâm từ kinh Kim Cang, cho nên từ đó về sau kinh Kim Cang được trọng vọng. Nhưng mà trước đó, trước Lục Tổ Huệ Năng thì kinh Lăng Già được coi là một quyển kinh tâm ấn của chư Phật, dùng để ấn chứng tâm. Và Lăng Già Sư Tư Ký, tức là thầy và trò truyền nhau về kinh Lăng Già. Đoạn văn ghi lại cái sự truyền thừa kinh Lăng Già của các vị tổ sư. Cái tên Lăng Già Sư Tư Ký nó có cái nghĩa là vậy, cái sự kế thừa truyền tụng với nhau về sự giác ngộ qua cái dòng thiền từ ngài Đạt Ma cho tới ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Và trong đó có hai câu: chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi trung. Chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi trung. Thánh đạo huyền di, hoàng đại sắc thân chi nội. Như một câu đối vậy. Chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi trung, tức là cái tự tánh Phật của chúng ta, chân như là cái tánh chân như, cái thể màu nhiệm của chân như, không có rời con đường sinh tử. Chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi trung. Thánh đạo huyền vi, tức là cái đạo màu nhiệm, hay là cái con đường giác ngộ màu nhiệm, hoàn tại sắc thân chi nội, là nó ở trong cái hình hài năm uẩn này. Chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi trung. Thánh đạo huyền vi, hoàn đại sắc thân chi nội. Ngay cái sắc thân vô thường bỏ bèo này là thánh đạo huyền vi giác ngộ. Và nói như thế để quy chiếu lại, thưa các vị, là nào Phật, nào Pháp, nào Tăng, nào thanh tịnh Pháp thân, tỳ lô giá na Phật, viên bản ma thân lô xá na Phật, thiên hoa ức Thích Ca Mâu Ni Phật, có trong cái hình hài năm uẩn của các vị. Rồi cái chân như diệu thể, cái tịnh tánh niết bàn, hay là cái khả năng Phật màu nhiệm, nó có ở trong
và trong cái vui buồn sinh diệt của tâm thức cá vị. Cái trạng thái tâm thức của ta mà vui mà buồn mà sầu khổ bất an bời bời đấy, các vị có một chút thông minh quay về, các vị nhận biết được là nằm bên sau cái vui cái buồn ấy có một cái sự nhận biết sáng ngời, không bị vui không bị buồn. Các vị nhận được điều này, thưa là ngay trong lúc vui buồn còn sinh diệt mà ta đã xả ly được vui buồn liền. Điều này có thể tin được không? Thưa tin chứ. Vì sao mà tin? Khi ta thấy mình là vui là buồn thì ta bị vui buồn nhận chìm. Khi ta nhận biết vui buồn là đối tượng của sự nhận biết, mà ta là sự nhận biết, ta là cái người nhìn thấy nó, tức khác người nhìn thấy khác với cái vật bị thấy chứ. Người chủ khác với người khách chứ. Khi mình thấy mình là người chủ thì người khách vãng lai đến đi ra vào là chuyện của người khách, nhưng ta là người đang nhìn biết nhận diện khách. Cũng thế, vui buồn sầu khổ bất an là cái gì rất tất yếu của tâm thức con người. Ta không cần phải loại trừ, không cần đánh phá, không cần phải làm gì đối với nó cả. Nó phù du đến đi như mây trời trôi không dông thôi. Ta hãy làm bầu trời, ta hãy làm người nhận biết trời xanh, tức khắc là mây trôi thì chuyện của mây, mà ta vẫn là bầu trời thanh thang. Cho nên chân như diệu thể bất ly sinh tử chi chung là thế. Ngay trong cái sinh diệt nhận được cái bất sinh diệt, ngay trong cái vui buồn sinh khởi bất an, ta nhận biết được cái không vui không buồn hằng tỉnh tại. Ngay trong cái hình hài ngũ uẩn mọc vào này, ta nhận ra cái con đường thánh đi đi, nhận ra con đường niết bàn để sống. Thưa, rõ ràng điều này nó không có xa xôi gì đối với đời sống chúng ta cả. Có một cái ý niệm ham tu, tức khắc các vị có thể quay về nhận được điều này không khó khăn. Mình đọc một đoạn nữa. Thiện tri thức, sắc thân là nhà trọ, chẳng thể nói quy y được. Xưa nay tam thân Phật ở trong tự tánh mọi người đều sẵn có, tại tâm nên chẳng thấy tánh bên trong. Chỉ hướng ngoại tìm tam thân Phật mà chẳng thấy tự thân có tam thân Phật. Các ngươi hãy nghe, nay ta khiến các ngươi ngay như tự thân được thấy tự tánh của tam thân Phật. Tam thân Phật này từ tự tánh sinh ra, chẳng từ bên ngoài mà được. Tổ xác nhận rất là rõ để chúng ta có niềm tin. Theo đại chúng là cứ mỗi một đoạn của Pháp Lão Đà, nếu mà mình đọc và quay về chiêm nghiệm nơi tự thân, thì các vị thấy từng lời mở sáng con mắt của ta, để ta có được cái niềm tin rất là vững chắc về tự tâm Phật của chính mình. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời tánh vốn thanh tịnh, vạn pháp từ tự tánh sinh khởi. Suy lường điều ác tức sinh hạnh ác, suy lường điều thiện tức sinh hạnh lành. Như vậy các pháp ở trong tự tánh như trời thường trong, mặt trời mặt trăng thường sáng. Vì bị mây đen che khuất nên sáng dưới tối, thọt được gió thổi mê tan trên dưới điều sáng, vạn tưởng điều hiện. Người đời tánh hai phù du lơ lửng như mây trên trời, hiển tri thức trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ thường sáng. Vì chấp cảnh bên ngoài nên bị vọng niệm mây đen che khuất, tự tánh chẳng được sáng tỏ. Nếu gặp được hiển tri thức, nghe được chánh pháp, tự trừ mê vọng, trong ngoài đều sáng, vạn pháp đều hiện ngay tự tánh. Người kiến tánh cũng vậy, đây gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Thiện tri thức, tự tâm quy y tự tánh tức là quy y chân Phật. Tự quy y tức là trong tự tánh trừ sạch những tâm bất thiện, tâm ganh tị, tâm quanh co, tâm chấp ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh mạn, tâm tà kiến, tâm cống cao và tất cả những hạnh bất thiện. Thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói tốt xấu của người, ấy là tự quy y. Thường phải hạ mình cung kính mọi người, tức là kiến tánh thông đạt chẳng còn trở ngại, ấy là tự quy y. Thưa đại chúng, ở đây lục tổ ngài giải thích cho cặn kẽ. Có khi ngài giải thích những cái tầng rất là sâu thẳm, có khi ngài giải thích những cái tầng bình thường trong cái sinh hoạt đời thường để chúng ta có thể thực tập được. Tuy nhiên có một điều mình nên nhớ thế này,
Dù Ngài giải thích cách nào, nhưng mà cái điều cuối cùng Ngài quy chiếu lại vẫn là quay về quy y với tự tánh của chính ta. Mình đi theo con đường thiền, một là mình đi từ cạn vào sâu, hai là mình liễu ngộ từ bên sâu rồi mình đi ra cạn, đều được cả. Mình liễu ngộ từ cái cạn là thế nào? Thưa, mình thực tập dần dần. Liễu ngộ từ cái sâu tức là mình ngay tức khắc mình quay về nhận được cái tự thể tâm thanh tịnh của chính mình thì gọi là liễu ngộ từ bên sâu. Một là người ta kiến tánh khởi tu, hai là tu rồi thấy tánh. Thế nào là tu rồi thấy tánh? Ví dụ như bây giờ mình đang thực tập đây, gọi là thực tập tu rồi mới dần dần thấy tánh. Tâm của mình nó không có một khoảng trống nào cả, nó nói gì thầm hết đợt này tới đợt khác. Cái đợt nổi phía trên dễ nhận diện, rồi cái đợt chìm phía dưới khó nhận diện. Không có một cái quãng trống nào để ta có thể biết là quãng trống đó là vắng và lặng cả. Giống như ta đã quen với đời sống của âm thanh. Âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, tiếng sóng lớn thì ta nghe. Nhưng mà những lúc không có tiếng sóng thì vẫn còn có tiếng người, tiếng xe, tiếng thú cầm, tiếng chim chóc. Ta chưa hề nghe được cái quãng không bên mông không có một âm thanh. Thì tâm thức ta chưa tu cũng giống như thế. Nó luôn sinh khởi cái cảm thọ, không cảm thọ thì suy nghĩ. Mình chưa bao giờ nhận ra một quãng trống của tâm mình để biết cái lặng lẽ, mênh mông, tỉnh sáng đó là tâm. Bây giờ mình phải thực tập lần lần để có một phút giây rất là ngắn, yên lặng, nó sống. Cái giây phút trống vắng tỉnh lặng này mới chính là mình. Và nếu mình đã từng thực tập lâu, mình đã từng chiêm nghiệm để nhìn lòng mình để biết là những quãng trống kỳ diệu này nó đã từng có mặt, thế thì người có niềm tin vững chắc nhận ra mình chính là những giây phút rất trống, không có cái tiếng nói thầm thì gì cả, vững niềm tin, thì người này gọi là ngộ được lý. Và khi ngộ được lý rồi thì họ có niềm tin vững chắc, họ thực tập bằng cái cách gì làm cho quãng trống nó kéo dài ra, gọi là người ngộ lý vững tư. Còn người chưa ngộ lý, tức là mình phải làm cho những cái âm thanh tiếng ồn bên ngoài dần dần nó lắng. Rồi có những cái phút giây không có một tiếng nói nào nó có mặt, mình mới nhận ra, ồ, đây đúng là mình. Thì gọi là người thực tập rồi ngộ lý sao? Hai con đường như thế. Thì tổ giải thích trong kinh Pháp Bảo Đàn này, thưa các vị, có lúc thì tổ giải thích từ bên trong đi ra, có lúc thì từ bên ngoài đi vào. Nhưng mà ta khéo quay lại chính mình để nhận diện ra ta là cái sự nhận biết thường hằng đang có mặt ngay như đây. Nhận biết được điều này, có niềm tin vững chắc, thì cái con đường thực tập của các vị mở ra rất là dễ cho các vị. Và tôi nhắc lại một điều, mình quý vị tam bảo bên ngoài để làm thoát khỏi tam bảo bên trong, để mình mới biết được cái con đường quay về. Nhưng mà tam bảo bên ngoài có nhiều cái điều kiện, có khi nó làm mình vui, làm mình buồn. Có khi mình phải mất 5 phút, 10 phút mới lái xe tới chùa. Nhưng các vị quy y với tam bảo bên trong, thưa đại chúng, là các vị không mất chút thời gian nào cả. Không có mất một quãng không gian nào để đi tới cả. Ngay tức khắc có mặt liền tam bảo bên trong của các vị. Rất là dễ dàng. Thứ hai nữa là mình quy y tam bảo bên trong, mình không có tốn kém đồng xu các bạc nào cả. Quay về là có mặt tự tâm Phật của các vị liền. Và tam bảo này, thưa đại chúng, là ta sống được thì loại trừ tức khắc những cái vui buồn sầu khổ bất an nó sinh ngay. Còn tam bảo bên ngoài, đôi khi mình quy y nhưng mà đôi khi cũng sinh khởi những điều phiền muộn trong tâm thức. Tới chùa vừa lòng thì ít, mà buồn lòng thì nhiều. Rồi những cái mình cảm thấy thoát khỏi niềm tin, thoát khỏi chánh tín cũng có, mà những cái làm cho mình đổ vỡ niềm tin, mất niềm tin cho tam bảo cũng có. Cho nên các vị hãy thông minh quay về chính tự tâm các vị. Khi quy y với chính tự tâm của các vị rồi, thưa, lúc bấy giờ thì tam bảo bên ngoài, thưa, dù có là gì cũng không có làm lòng mình soi sáng. Cái tâm bồ đề mình nó rất là vững chắc, mình không hề mất niềm tin với tam bảo. Còn các vị chưa nhận thức được tam bảo tự tâm
thì có thể các vị đánh mất niềm tin với tâm bảo bên ngoài, không biết khó là như thế. Cho nên mong rằng đại chúng sẽ quay lại để nhận được tâm bảo như chính các vị, như Phật của chính mình, Pháp của chính mình và tâm như chính mình. Và đừng đợi quan tỏa ra tiền, phải ngay bây giờ, không nên hứa hẹn cái chuyện ngày mai tôi với tôi. Thưa đại chúng là đời sống của chúng ta, cái may mắn thì mình không thể lường được, nhưng mà cái rủi ro thì nó có thể đến bất cứ lúc nào. Ta không chắc gì, ta không chắc gì, ta khỏe mạnh 5 năm, 3 năm nữa đâu. Và tôi có một cái điều thực tập tôi chia sẻ với các vị để các vị thấy, là cứ mỗi buổi sáng từ ở trên tăng xá và tôi đi xuống thiền đường, tôi đến chỗ cái cầu thang, đứng ở trên đó thì có thể nhìn bao quát cả cái thành phố phía dưới. Và buổi khuya đèn thành phố rất là đẹp. Thường tôi đi ra thì tôi đứng tầng ngờ ở đó chừng một phút, tôi nhìn thành phố đẹp đẽ ở phía dưới chân. Tôi nhủ lòng rằng chưa chắc ngày mai mình đứng ở đây để nhìn được thành phố. Có thể là mình không còn có mặt để ngày mai mình nhìn được thành phố này. Nói như thế không có nghĩa là mình bi quan, mà nói như thế là cái điều rất thực, nó có thể xảy ra cho đời sống của mình bất cứ lúc nào. Và làm được những điều mỗi sáng nhắc là một chút như thế, để trân quý một ngày có mặt trong cuộc đời. Một ngày có mặt thưa đại chúng quý vô cùng. Và nếu mình làm được những ngày tu cho đàng hoàng thì mình sẽ làm được ngày thứ hai và thứ ba. Hay nói giản dị hơn, gần hơn thôi, mình tu được chừng 5 hơi thở cho đàng hoàng thì mình sẽ tu được vài chục hơi thở. Ta thử thực tập từ cái rất là gần, cái đơn vị thời gian rất nhỏ cho đời sống mình. Cái đừng nghĩ là tôi một ngày, tôi hứa với lầu ở tôi ngồi như thế này, tôi thở 5 hơi thôi cho đàng hoàng, tôi an trú tâm được ngay nơi hiện tiền, thắp sáng cái chánh niệm rực rỡ, để cái sự nhận biết của tôi nó không bị quá khứ dẫn đi, không bị tương lai kéo chạy. Tôi an trú tâm tôi trong cái sự nhận biết hiện tiền trong 5 hơi thở thôi. Rồi sau 5 hơi thở cái mình nghĩ sang hơi vài ba hơi thở, rồi các mình làm lại, các mình thử làm như thế. Và đàng hoàng 5 hơi thở thì ta có thể làm được 10 hơi thở. Khi có cái nền rồi, tức khác là không bao lâu người ta hiện lên một cái tòa lâu đài cao 110 tầng có thể được. Chưa xây được cái nền, thưa đại chúng là ta không thể cất một cái gì cả. Cái nhà bé nhỏ cũng cách không được, đừng nói cái tòa lâu đài. Cho nên xin các vị nhớ cho hai điều thôi. Điều thứ nhất, một ngày sống trong cuộc đời quý lắm. Thứ hai là hãy thực tập rất căn bản từng hơi thở. Thế thì ta có thể đi được một đoạn đường dài, như hàng vạn dặm tới chuyện ta đều đi qua được cả. Và mong đại chúng thực tập cái điều đó cả như tôi vừa chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các vị.